chào các bạn. Cũng lâu lắm rồi thì mình mới làm một video hướng dẫn chiến thuật cũng như là tư vấn đội hình trên kênh. Và nhân dịp kênh mới thì mình cũng khởi động lại cái series này. Trước mắt các bạn là một đội hình team Calo tuyển Pháp. Tuy nhiên là mình lấy tuyển Pháp ra để lấy ví dụ cho nó sinh động thôi. Còn về thực tế thì team Calo nào cũng được. Thậm chí các bạn có thể dùng team Calo tạp nham với cái sơ đồ chiến thuật này. Miễn sao là đội hình đồng đều và đây là một sơ đồ chiến thuật mà mình nghĩ rằng nó phù hợp với những bạn không có thích xài hàng quốc dân nhiều và các bạn cân đối lương cho tất cả các vị trí. Gần như trong cái sơ đồ mà mình giới thiệu với các bạn lần này thì tất cả những cái sơ đồ vị trí nó đều có mức lương khá là cơ bản và nó đều loanh quanh ở những cái mức lương trung bình để làm sao chúng ta có một cái tổng lương nó vừa khít với yêu cầu cũng như là mức lương trần đến từ nhà phát hành Arena. Ví dụ minh họa ở đây là một team Calo tuyển Pháp. Đương nhiên rồi, nếu có team Calo thì cũng tốt, nhưng mà mình đánh giá là các bạn nếu như có điều kiện chơi những con hàng quốc dân không cần phải búp team Calo nào cả thì nó vẫn tốt hơn. Với thời điểm hiện tại thì việc team Calo được cộng 3 điểm chỉ số nó không quá quan trọng khi mà các chỉ số tổng quát của tất cả những cầu thủ trên server hiện tại đã được đẩy lên mức rất là cao. Các bạn chơi full team cộng 5 thì tổng quát chỉ số nó cũng hơn 100 rồi, và thậm chí có những con hàng nó lên tới hơn 110 và vẫn đủ lương 190. Chính vì vậy mà các bạn không cần thiết phải búp team Calo. Búp thì cho nó đẹp thôi, còn team quốc dân vẫn là tốt hơn. Quay lại với vấn đề chính thì team Calo lần này mình giới thiệu các bạn là một team Calo với sơ đồ là 5212, là một team mà mình cho rằng là nó đồng đều phù hợp với những bạn có lối chơi chậm rãi và có lối chơi thích kiểm soát bóng. Đầu tiên chúng ta sẽ chọn huấn luyện viên. Đương nhiên rồi, mình sẽ chọn là sơ đồ 5212. Tốc độ sút và sút chính xác. Diego Simeone là một huấn luyện viên rất hợp với sơ đồ này. Chúng ta đến với phần chiến thuật đơn. Thì với sơ đồ chiến thuật này, quan trọng nhất đấy là hai hậu vệ cánh chứ không phải là các vị trí khác. Ở đây mình sẽ đi từ tiền đạo trở xuống, Henry và Benzema. Tóm lại thì ưu tiên những tiền đạo thuận hai chân là tốt, có tốc độ càng tốt, và điều tối thiểu là nó phải có khả năng tì đè một chút. CM thuận hai chân là tốt và sút xa càng tốt. Ở đây thì mình khuyên dùng Kevin De Bruyne hoặc là Ruud Gullit. Các bạn cũng có thể dùng những con hàng như là Karim Benzema để đá CM, Cu Eusebio, Neymar cũng tốt. Bởi vì Neymar thuận hai chân, Joe Béo cũng vẫn ok và Cristiano Ronaldo cũng vẫn được. Một con hàng nữa mình khuyên dùng có thể đá tốt ở vị trí CM trong sơ đồ này đó là Lewandowski. Các mùa bắt đầu từ TS20 trở lên, các bạn có thể lựa chọn Lewandowski với những mùa như là TS20, MC và T21. Hai vị trí hậu vệ cánh đương nhiên rồi, nên sử dụng lương từ 15 đến 16 để có cái độ toàn diện cũng như là cái chỉ số tốt lên công về thủ. Chúng ta sẽ có CM đá tự do xu hướng 2-3, tiền đạo đá xẻ nách chạy chỗ và pressing tuyến phòng ngự xu hướng 3-1. Hai tiền vệ trung tâm mình sẽ để là đánh chặn chủ động và xu hướng 2-3. Trong khi đó thì hai hậu vệ biên chúng ta sẽ để đánh chặn chủ động xu hướng 22. Ba hậu vệ CB ở dưới thì không để bất kỳ một cái tùy chỉnh nào cả mà để xu hướng là 23. Phần chiến thuật đội là tuy là sơ đồ 5 hậu vệ nhưng mà nếu như các bạn là người thích kiểm soát bóng thì hoàn toàn đá tốt với sơ đồ này bởi vì hai hậu vệ biên dâng lên rất cao. Cùng với đấy là việc sử dụng đa phần là những đường chuyền ngắn. Mình sẽ để tốc độ thấp thôi, cự ly đường chuyền là thấp để cho các cái khoảng cách giữa các cầu thủ nó ở cái mức gọi là trung bình yếu, trung bình thấp thôi. Nó sẽ đứng gần nhau để chúng ta dễ chuyền ngắn hơn.
Khi mà vào khu vực tấn công thì các bạn đẩy cái xu hướng này lên cao, cái tỷ lệ chuyền bóng này, cường độ chuyền bóng này lên 75 để cho các cầu thủ nó chạy năng động hơn trong cái khu vực tấn công. Nó sẽ năng chạy chỗ hơn, dễ chuyền hơn. Tạt bóng để 75 là để cho các tiền đạo có xu hướng chạy ra cột xa. Sơ đồ chiến thuật của chúng ta là như thế này đúng không? Khi mà chúng ta có bóng ở khu vực biên thì sẽ là những hậu vệ biên dốc lên. Và khi chúng ta để cái chỉ số tạt bóng là 75 thì thường là những cái tiền đạo như là Thierry Henry chẳng hạn, nếu mình cầm CDB lên, mình lấy ví dụ vậy, thì Thierry Henry sẽ đứng ở cột xa, Benzema sẽ đứng cột gần và Zinedine Zidane sẽ xâm nhập vòng cấm đứng ở vị trí trung tâm. Và đây chúng ta sẽ có ba cái lựa chọn để tạt bóng và ít nhất là có hai lựa chọn để căng ngang. Đấy là phân tích về chiến thuật tạt. Đôi khi chúng ta không cần phải tạt bóng mà chúng ta xét cái chiến thuật như vậy là để chúng ta hiểu rõ được ba cái cầu thủ tấn công sẽ đứng ở vị trí như thế nào trong những tình huống tấn công lên bóng ở biên. Cái chỉ số sút này để thấp là để cho các cầu thủ năng chạy chỗ để tiếp cận khung thành, chọn cơ hội dứt điểm hơn. Nếu các bạn là người thích sút xa thì các bạn để cái này ở tầm 50. Còn nếu anh em mà thích những cái đường chọc khe xẻ nách và ban bật vào sát vòng cấm thì anh em để sút thấp xuống một chút để các cầu thủ nó năng chạy chỗ hơn. Ok. Mỗi lần mà tấn công, khi chúng ta có bóng tấn công thì thường là tất cả đội hình sẽ dâng lên rất cao. Hai hậu vệ cánh đã dâng lên cao rồi, CB cũng dâng lên đến tầm nửa sân nếu như các bạn có cái nhu cầu kéo bóng từ dưới lên. Chính vì vậy khi mà mất bóng hoặc là trong những tình huống phòng ngự thì mình lại kéo áp lực xuống thấp. Kéo áp lực xuống thấp là để cho tất cả các cầu thủ nó lùi về. Khi mất bóng thì sẽ lùi về nhanh hơn. Tuy vậy thì mình vẫn để quyết liệt cao một chút, để cho các cầu thủ, các bạn không cần phải quá là quyết liệt cầm cái cầu thủ mà mình đang nháy trỏ để đi lùa bóng nữa, mà chúng ta sẽ kéo các cái cầu thủ đấy về những cái vị trí quan trọng thiết yếu mà chúng ta nghĩ rằng là đối phương sẽ có thể khai thác, thì chúng ta sẽ kéo người nhét vào vị trí đấy rồi sau đấy lại đổi trỏ sang những cầu thủ khác. Và khi mà để quyết liệt lên cao thì những cái cầu thủ mà chúng ta không điều khiển nó sẽ có cái xu hướng là tác động gây áp lực lên cầu thủ cầm bóng của đối phương nhiều hơn. Cự ly đội hình thì mình sẽ để 35, là lý do là vì chúng ta có tới 5 hậu vệ. Khi mà chúng ta có tới 5 hậu vệ thì chúng ta để cái cự ly là 35 thì đội hình nó cũng không bị bó quá là hẹp và chúng ta cũng không bị hở cái góc ở biên trong những tình huống phòng ngự. Ok, bây giờ thì sẽ đến với phần vận hành. Bellybo Store, shop chính chủ và duy nhất của Bình Bè và HND TV. Chuyên quần áo FIFA, tay cầm và phụ kiện tay cầm chơi game. Là đơn vị nhiều năm liền đạt danh hiệu shop yêu thích trên cổng thương mại điện tử Shopee, luôn đảm bảo giá cả tối ưu nhất, chế độ bảo hành tốt nhất, hỗ trợ thông tin và giải đáp thắc mắc nhiệt tình nhất. Truy cập ngay bellybostore.com.
Cảm ơn vì đã theo dõi hết video. Hãy bấm đăng ký theo dõi kênh của mình và nhớ bật nút chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mình ra trong tương lai. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.